Theo nhà báo Weston Edun của kênh Tick Sport Argentina, chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami David Beckham đã quyết định hủy chuyến du đấu ở Trung Quốc của đội bóng vào đầu tháng 11 vì các vấn đề quan liêu và thương mại. Câu lạc bộ Inter Miami không lọt vào vòng playoff giải MLS Cup Mỹ để tranh ngôi vô địch. Do đó, họ có nguyên một tháng 11 phải nghỉ thi đấu, trong lúc nhiều cầu thủ vẫn cần ra sân thi đấu để giữ thể lực cho các trận quốc tế vào giữa tháng. Trong đó, có Messi thi đấu cho đội tuyển Argentina. Ý tưởng của David Beckham và các doanh nhân đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami là muốn tổ chức một chuyến du đấu ở Trung Quốc để đội bóng thi đấu các trận giao hữu. Bên cạnh đó, họ sẽ tận dụng sức hút từ Messi để gia tăng thị trường của đội bóng bên ngoài nước Mỹ. Messi vừa đoạt danh hiệu quả bóng vàng lần thứ 8. Danh thủ người Argentina còn có một lượng người hâm mộ rất lớn ở Trung Quốc và đã từng gây ra cơn sốt rất cuồng nhiệt tại đây khi cùng đội tuyển Argentina đến du đấu hồi giữa tháng 6. Sau khi các thỏa thuận du đấu ở Trung Quốc đạt được, câu lạc bộ Inter Miami lên lịch thi đấu hai trận giao hữu gặp câu lạc bộ Trinh đảo Hainu ngày 5 tháng 11 và Chengdu Rongkheng ngày 8 tháng 11. Tuy nhiên, theo tin mới nhất, phía ban tổ chức các trận đấu ở Trung Quốc liên tục thay đổi địa điểm thi đấu cùng các vấn đề phát sinh khác xảy ra, khiến chuyến du đấu của Inter Miami bất thành. Đã có một số vấn đề liên quan đến thương mại và các yếu tố quan liêu xảy ra. Câu lạc bộ Inter Miami sau các đàm phán trở lại đã không đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, chủ tịch câu lạc bộ David Beckham đã quyết định hủy chuyến du đấu, Weston Edun chia sẻ trong phần bình luận trực tuyến trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X Twitter cũ ngày 1 tháng 11. Câu lạc bộ Inter Miami này phải chuyển sang kế hoạch B. Họ vẫn tập luyện tại Miami cho đến giữa tháng 11 và đang tìm kiếm đối thủ để tổ chức ít nhất một trận giao hữu trong khoảng thời gian này. Messi ngay sau lễ trao giải quả bóng vàng cũng đã trở lại Mỹ trong ngày và nhanh chóng ra sân tập luyện, Weston Edun cho biết thêm. Messi mới trở lại thi đấu hai trận gần cuối tháng 10 sau thời gian dài dính chấn thương. Anh vẫn cần tập luyện thêm để lấy lại 100% thể lực, chuẩn bị cho hai trận then chốt cùng đội tuyển Argentina vào giữa tháng 11 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, gặp đội tuyển Uruguay ngày 17 tháng 11 và đội tuyển Brazil ngày 22 tháng 11 giờ Việt Nam.